mà mình rất là yêu thích, và hy vọng rằng trong đêm nay các bạn ấy sẽ thực sự tỏa sáng để đem lại một cái hình ảnh The Next Gentleman, một quý ông hoàn mỹ đẹp như thế nào cho hàng triệu khán giả. Và trong buổi tối này thì bên cạnh cái việc mà chúng ta được xem các thí sinh tham gia cuộc thi thì chúng ta còn được lắng nghe những bản nhạc thật là hay và thật là bùng nổ. Thực sự đó là một cái sự mà ngóng chờ rất là lớn đến từ phía Long và hy vọng. Hương chân đài. Chân đài ơi. Đại ơi. Đại dạ rồi, em xin phép nha. Rồi, qua đi, phong. Hello. Hello em. Xong vai lương Mỹ Kỳ, lương Mỹ Kỳ nè. Cho anh Tiến lên trước đây, anh Tiến lên luôn. Đang lên trên đập đầu chút xíu rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu. Em ơi, ở đây cho thích là để cho xa lép đi vô để. Có những tiêu chí gì khi mà mình muốn lựa chọn cho một quý ông, một gentleman thì đặt tiêu chí gì lên hàng đầu? Không biết là Kỳ có theo dõi The Next Gentleman không? Thường xuyên không? Ok, và không biết là trong cái tâm tưởng của mình thôi thì mình hy vọng rằng nhân vật nào, thí sinh nào ngày hôm nay sẽ được đạt được cái ngôi vị cao nhất và Kỳ cổ vũ cho ai nhiều nhất? Đối với em thì có 5 bạn thí sinh mà em cảm thấy em rất là hy vọng và em sẽ nói cái dự đoán của mình theo thứ tự là quán quân, áo quân 1. Đối với em thì thôi, đối với em thì em rất là mong chờ là anh Văn Kim có thể nhận được lấy vị trí quán quân trong năm nay. Rồi sau đó tới Minh Khắc và rồi tới Minh Thuận, anh Quang Thuận hoặc là Minh Khe. Và có một bạn sinh viên rất là thích đó là bạn Phong, tim của chị Giang. Ok, bây giờ thì Mỹ Kỳ có lời chúc nào gửi đến cho tất cả các bạn thí sinh của chúng ta ngày hôm nay để các bạn có thể tự tin hơn được không? Em chúc cho tất cả mọi người sẽ có một đêm xem chương trình thật là vui và sau đó có thể nhậu 10 thùng bia. Cảm ơn Mỹ Kỳ rất nhiều và ngay bây giờ không làm mất thời gian của bạn nữa. Chúng ta hãy di chuyển vào phía trong khán đài để có thể chứng kiến đêm chung kết được bắt đầu sau ít phút nữa nhé. Xin mời anh. Chúc cho chương trình The Next Gentleman được thành công tốt đẹp và các em thí sinh sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình sau cái buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh chị rất là nhiều và em chỉ muốn nói là anh chị đẹp đôi quá. Cảm ơn anh chị đi lời này ạ. Và ngay lúc này nhiều và chúc chị có một buổi tối thật là enjoy cùng với The Next Gentleman. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn Tê Hà, cảm ơn Bùi Định, Hải Sa. Xin mời. Và tiếp theo ở trên trận đầu của chúng ta Elia. Kế hoạch
thôi. Thế cho nên là thực ra mọi người ạ, được ở đây và cống hiến cho mọi người những cái màn biểu diễn, những cái giây phút thật là tuyệt vời, thì đối với team của anh đó là một cái thành công và đó là hạnh phúc của team rồi, phải không hả team? Yeah. Yeah, cảm ơn chị Anh rất nhiều và chúc cho tất cả các bạn ngày hôm nay sẽ thật là tỏa sáng và nhất là mình khác. Còn bây giờ thì chúng ta hãy di chuyển vào phía bên trong để chuẩn bị cho đêm truyền hình trực tiếp chung kết ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn chị cảm rất nhiều. Cảm ơn mọi người, bye. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. 7 VTV Cup 15 on Sport Cộng và trên kênh YouTube Hương Giang Entertainment. Và ngay lúc này đây thì Tung Phạm cũng như là Long Trung đang cảm thấy rất hồi hộp và nóng lòng, không biết là ai sẽ đạt được ngôi vị cao nhất của The Next Gentleman tối nay. Hy vọng rằng là mọi người sẽ có một buổi tối thật là enjoy cùng với The Next Gentleman. Thật ra số mệt. Ủa sao vậy? Mấy bạn phải tự tin lên chứ. Dễ thương quá à, bài dễ thương quá. Kênh nào vậy? Hả? Kênh Nhiêu Lộc á. Chiều nói chung là chiều trong mọi cảnh huống luôn, nói chung là mình có yêu cầu gì là cũng phải chiều cho mình. Cái đó mình là gái xinh mà đúng không nào? Lết lết à, mặt này hôm nay một bầu không khí rất là tuyệt vời và từ trong kia Xuân Lan đã nghe những tiếng cổ vũ của tất cả mọi người và ngày hôm nay chúng cần được mọi người hãy ủng hộ cho team The Next Gentleman mùa đầu tiên thành công tốt đẹp và tất cả các thí sinh đều sẽ tỏa sáng trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự ủng hộ Xuân Lan và ngay bây giờ Thanh Huyền đang được đứng cạnh Hoa hậu Hương Giang, một tràng vỗ tay cho Hương Giang và thưa quý vị. Trong mấy ngày nay thì hậu Hương Giang đã rất là vất vả và dành cực kỳ nhiều những tâm huyết cho chương trình. Thì không biết ngay lúc này cảm xúc của Hương Giang như thế nào? Thank you. Em chỉ muốn nói là em xin chùa. Ngày trước em nghĩ em là ngôi sao thì em sẽ lúc này đòi hỏi ban tổ chức cái này một chút, đòi hỏi ban tổ chức cái kia một chút. Và từ ngày em làm show là em chùa rồi quý vị ơi. Từ giờ em sẽ luôn luôn thông cảm cho ban tổ chức. Ngày xưa đến với một chương trình nào đó thì mình tới trước 15 phút, 30 phút thôi. Nhưng mà đây là ở đây từ sáng đến khuya, chạy vậy không quan tâm nữa, váy dài, váy ngắn, sắn lên chạy hết. Nào là đón khách, nào là tất cả mọi thứ. Nhưng để nhìn thấy được tất cả những cái mà mình mang tới mà được mọi người yêu mến, mọi người đón nhận thế này, quá đã, không có gì có thể đánh đổi được. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hãy ủng hộ cho The Next Gentleman nhé. Vâng, xin cảm ơn Hoa hậu Hương Giang. Tôi biết cảm giác đó bởi vì cô đã thậm chí là không dành thời gian để ăn trưa mà chạy chương trình rất kỹ lưỡng cho các vị học trò của mình trên sân khấu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với siêu mẫu Hà Anh. Thưa quý vị, là một người phụ nữ cá tính, nhưng hãy nhìn cách Hà Anh chăm sóc cho từng chiến binh quý ông của mình sau hậu trường. Chúng ta sẽ biết được quấy thương học trò của mình như thế nào. Và nhìn những người học trò của mình ngày hôm nay bước những bước đầu tiên trong phần trình diễn của mình đêm chung kết này, cảm xúc của một người chị, một người thầy và thậm chí cả một người bạn như thế nào? Cảm ơn Giang. Hà Anh biết là mọi người đang chờ cái gì. Ok, mọi người giúp Hà Anh nha. Cảm ơn Khang vì câu hỏi. Đến với chương trình The Next Gentleman, Hà Anh thực sự cảm giác như là Hà Anh đang được đến với chương trình The Next sổ số. Bởi vì sao? Bởi vì Hà Anh thực sự là trúng sổ số độc đắc.
Khi mà anh có trong tay là 6 chàng trai vô cùng tuyệt vời, Hà Anh và các em đã trải qua những chặng hành trình thật là tuyệt vời trên The Next Gentleman, đã trải qua bao nhiêu là nước mắt, nụ cười, niềm vui, nỗi buồn, tất cả những cái điều đó đều làm Hà Anh và các chàng trai thêm mạnh mẽ, cái lửa trong mình càng thêm cháy bỏng. Và ngày hôm nay Hà Anh thực sự là nhìn thấy các chàng trai ở sau rất là hạnh phúc. Và một điều gọi là chúng động đắc nữa, đó là có được tình cảm của rất nhiều các bạn fan. Cảm ơn tất cả các